Thưa sư cho con hỏi, nếu chơi chứng khoán mua thấp bán cao có phải tạo tội không? À, thầy Thích Chân Quang nói không làm mà lấy công sức của người khác để mình hưởng lấy lãi. À, con xem quảng cáo trong các trò chơi để lấy tiền quảng cáo, hay xem quảng cáo trong các trò chơi để lấy tiền quảng cáo rồi trả cho những người chơi game nhờ tiền đó, thì những người đó cũng không làm mà có ăn à, cũng có tội không? Con này không, sư không nhớ là trả lời chưa à, thôi sư trả lời luôn ha. Thứ nhất là cái việc chơi chứng khoán, cái vấn đề nằm ở đây đó là mình chơi theo cái kiểu gì. Một là mình chơi theo cái kiểu cờ bạc, hai là mình chơi theo kiểu đầu tư nha. Đừng có nghĩ cái chuyện mà gọi là làm không làm mà lấy không gọi là không làm mà lấy của người khác ăn thì không đúng. Tại vì ngay cả những người mà chơi theo kiểu cờ bạc á, thì họ cũng phải bỏ cái công suy nghĩ, chứ không phải cái chuyện mình nói là phải lao động, phải đổ mồ hôi tay mồ hôi chân thì khi đó đó nó mới gọi là lao động, còn bỏ công sức trí óc ra thì không phải là lao động. Thì không phải, quý vị chưa nghiên cứu chứng khoán, quý vị không biết là ngay cả những người đầu tư theo cái kiểu cờ bạc á, là họ nghiên cứu thị trường, họ điều tiết, họ khống chế, họ làm rất nhiều thứ. Chứ mình đừng có cái kiểu là mình thiếu kiến thức á, rồi mình nói là họ không làm mà hưởng thì không đúng. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây á, là cái việc chơi chứng khoán sư đã nói rồi là nó có hai loại. Một là cái loại mua thấp bán cao, tức là nó thuộc về cái dạng của cờ bạc thì đó là tà mạng. Còn nếu như quý vị chỉ đơn thuần là mua cái cổ phiếu của một công ty chứng khoán nào đó, rồi mình giữ đó với cái tư cách là một người hùn vốn, rồi sau đó mình ăn cái hoa hồng chia tỷ lệ lợi nhuận, thì đó lại là một hình thức góp vốn đầu tư. Cho nên mình phải phân biệt đây là hai cái khác nhau. Cái hình thức mà góp vốn đầu tư á, thì vốn dĩ nó không phải là tà mạng. Tuy nhiên nếu như đó là các công ty hoạt động tà mạng thì mình sẽ là tà mạng ha. Cái thứ hai á, là cái chuyện mà xem quảng cáo cũng vậy. Ai nói với quý vị là họ không làm mà hưởng? À, họ bỏ công sức ra, họ đầu tư ra cái game đó, họ vận hành rồi họ phát triển, rồi trong suốt cái thời gian họ chăm sóc khách hàng, họ làm đủ mọi thứ hết mà mình ngồi đó mình nói họ không làm mà hưởng là như thế nào? Thành ra đó là mình gọi là mình thiếu sự nghiên cứu, thành ra là mình có những cái sự nhầm lẫn như thế ha. Thì sẵn sư nói luôn đi, các cái trò chơi thì các cái trò chơi á, theo cá nhân sư ha, thì nó thuộc về cái nghiệp, thì nó có cả đen lẫn trắng. Nó cũng giống như á, là các cái trò chơi thể thao nha, các cái trò thể thao đá banh rồi bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội. Đối với cá nhân sư thì thấy rằng cái việc đầu tư gọi là cái nghề đó, nghề đối với cái game thì nó cũng giống như cái nghề đối với các môn thể thao khác, nó có xen lẫn cả nghiệp đen lẫn nghiệp trắng. Cho nên thì mình không thể nào mà mình cào bằng rồi mình đánh đồng mình nói là họ tà mạng hết, thì nó cũng không chính xác ha. Xin mời đại đức Tuệ Tường có ý kiến về vấn đề này. Xin thưa đại đức, tam tạ kính thưa quý vị,
Ở đây á, thì đây có một câu hỏi lớn mà có hai câu hỏi trong một cái câu hỏi này. Thì cái câu hỏi vế sau á, Đức Hạnh Tuệ á, có giảng cho vị rõ rồi đó. Ở đây sư chỉ phân tích cái khía cạnh mà cái câu hỏi đầu tiên thôi. Tại câu hỏi đầu tiên này nó bao hàm nhiều vấn đề thưa quý vị. Chỉ cần quý vị hiểu câu hỏi mà đầu tiên mà sau đây nè mà sư trình bày nè. Quý vị sẽ tự động hiểu câu hỏi vế sau thôi. Thì ở đây quý vị hỏi là cái việc mà chơi chứng khoán mua thấp bán cao thì phải có tạo tội không? Thưa quý vị, bất cứ ngành nghề nào, xin nhấn mạnh nha, ở đây quý vị hỏi là có tạo tội hay không đó. Tội ở đây là mình phải hiểu là tạo nhưng nên những gì bất thiện hay không đó. Thì xin thưa quý vị, bất cứ một ngành nghề nào ngoài những cái nghề mà của cư sĩ, năm cái nghề mà tà mạng mà quý sư nói rất là nhiều đó, năm nghề tà mạng của cư sĩ là không có buôn sống bán chết, không có buôn đao kiếm vũ khí, không bán thuốc độc, không bán rượu, không bán người đó. Thì năm cái nghề, ngoài năm nghề tà mạng mà Đức Thế Tôn ngài nói đó, nhưng mà phải hiểu cái tà mạng ở đây là trong, ngoài ra cái việc tà mạng mình phải hiểu rộng hơn, nghĩa là năm cái nghề đó đó trong thời Đức Phật tại thế đó, là năm cái nghề đó đó, loại hình đó đó được coi là tà mạng. Còn bây giờ cái tà mạng mình phải hiểu rộng ra, có nhiều cái nghề nó cũng muôn hình vạn trạng. Thì để nói á, là một cái nghề á, mà có tạo tội hay không, ở đây quý vị nói tạo tội nghe, chứ quý vị không có hỏi chi tiết là ở đây là có tà mạng hay là chánh mạng. Thì xin thưa quý vị, một cái nghề mà có tạo tội hay không á, thì nó phải hội tụ ba cái yếu tố quan trọng trong bát chánh đạo thưa quý vị. Trong bát chánh đạo đó là gì? Đó là phải có hội tụ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ví dụ ở khía cạnh này đi, khía cạnh mà chơi chứng khoán này đi, ở đây đi, thì được tạm gọi, sẽ tạm gọi nha, tạm gọi là được nhà nước hay là được quốc độ của các nước hầu như chấp thuận. Nó là một cái nghề mà nó hợp pháp luật, cho nên tạm gọi đây là chánh mạng, tạm gọi chánh mạng đi. Thì mình phải suy xét hai cái phần, chi phần còn lại là cái việc mà mình chơi chứng khoán này nè, mình có phạm vô cái chánh ngữ và chánh nghiệp hay không. Thì chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là quý vị, là quý vị có nói dối không, bởi vì có nói lời, cái nghĩa mà giống như nói cái lời mà sân hận đó, nói cái lời mà khiến ác cảm, khiến cho người ta đau khổ đó đó. Rồi quý vị có nói cái lời đâm thọc thêu dệt hay không, và thứ tư quý vị có nói là nhảm nhí không. Thì quý vị phải tự, cái câu này quý vị phải tự xét, đó là cái phần chánh ngữ quý vị, xem cái nghề quý vị đó, có liên quan tới cái việc mà nói dối không. Tại vì nếu mà dính, nếu mà cái việc mà quý vị mua thấp bán cao nè, quý vị không có thành thật trọng thì cái đó là tạo tội. Tại vì khi nhấn mạnh ra đây, quý vị hỏi là tạo tội chứ không phải hỏi là chánh mạng tà mạng. Rồi lại đến cái việc mà chánh ngữ là xưa nay giải thích xong, còn quý vị phải suy xét thêm cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Là quý vị, cái nghề quý vị á, không chỉ riêng về chứng khoán nè, chính vì cái nghề này nè, quý vị có phải chấp uống rượu, uống rượu hay không, liên quan tới sát sanh không, hay là liên quan tới tà dâm không? Để quý vị đạt được cái mục đích của mình là làm thu để lợi nhuận đó, quý vị tự xem xét. Ở đây là sư đưa ra công thức gốc để quý vị xem xét là cái nghề của mình có tạo tội không. Đó là ba yếu tố mà sư nói đó: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nếu mà mình làm cái nghề mua chứng khoán là mua thấp bán cao, phải nói rõ nghe, mua thấp bán cao, nhưng mà trong quy định pháp luật của Việt Nam hay là quý vị ở cái quốc độ nào đó, bên Mỹ, bên Pháp gì đó, người ta cho phép trong học pháp luật, và quý vị không có vi phạm vô cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì cái việc mà mua thấp bán cao mà quý vị để nói ở đây, nói chung chung đây nè, được pháp luật chấp nhận trong cái không vi phạm pháp luật, thì cái đó lại không đau tội đó. Cái điều này quan trọng quý vị phải nhớ rõ. Ở đây có cái khía cạnh thứ hai là sư muốn mở rộng cho quý vị thêm một điều này nè. Tại vì có nhiều người
Thậm chí có nhiều vị sẽ hỏi như vậy là sư ơi, giống như nãy sư nói cái nghề chứng khoán là con thấy được pháp luật chấp nhận thì chắc tụi con làm là hầu hết là hợp lý. Vậy thì giống như giờ cờ bạc đi, ở một số nước đi, giống như một số nước phương Tây đi, giống như Mỹ đi, họ hợp pháp hóa cờ bạc. Vậy tụi con chơi cờ bạc, đúng không? Tụi con chơi cờ bạc nè, tụi con cũng đó, cũng cũng nói ngược lại câu tôi sẽ nói đó, là con cũng có tại vì luật pháp độ cho mà, cho nên là tạm gọi được xem là chánh mạng. Tụi con cũng không chơi cờ bạc, cũng không có nói dối đó, cũng không, tụi con không nói lời sân hận, rồi tụi con cũng không có phạm vô chánh nghiệp. Vậy thì cái việc đó là chơi cờ bạc nó không không tạo tội, đúng không sư? Thì cái này quý vị phải xem lại nha, tại vì có những cái nghề nghiệp, những cái nghề nghiệp quý vị ngay cả được quốc độ đó nó cho phép, giống như là thậm chí mại dâm hay là cờ bạc, nhưng mà chúng ta phải suy xét về khía cạnh đạo rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái gì á quốc độ mà cho phép quý vị nói là cái đó là hợp lý có thể làm á, thì á coi chừng quý vị đó vẫn chưa hiểu hết lời Phật dạy. Thì vốn dĩ á là cái tiêu chuẩn đạo đức á, tiêu chuẩn đạo đức mà chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng Đức Phật đưa ra là để cho cái người cư để cho cái đời sống người cư sĩ á, để cho cái việc sinh nhai cư sĩ á, nó phù hợp với đạo, nghĩa là từ đời phù hợp với đạo, chứ không phải là đạo phù hợp với đời. Cho nên phải phân biệt hai cái điểm này rõ ra. Tại vì sao nói điều này? Thưa quý vị, sư mở rộng ra là có nguyên nhân như vậy nè, là ở trong pháp cú, thưa quý vị, pháp cú 104 105 thì có một câu chuyện, là có một cái ông đó, ông lại nó hỏi, gọi là cái câu chuyện mà gọi là bà La Môn ở pháp vô ích đó, thì đến hỏi Đức Phật. Ông hỏi hỏi xong rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi ông là ông làm nghề gì, thì ông nói là tôi sống ở cái nghề, tôi là nghề cờ bạc. Thì tạm gọi mình hiểu cái nghề cờ bạc này là thời Đức Phật là quốc độ họ cho phép đi. Thì Đức Phật nghe hỏi tiếp là vậy các thầy đã đánh bạc á, ăn hay thua? Thì ông nói là có lúc thắng có lúc thua, nhưng mà quan trọng ở đây nè quý vị, Đức Thế Tôn nghe mới nói nè, này Bà La Môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị, không bằng tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người tự thắng không còn ai để thắng được nghe được. Có nghĩa là trong qua cái câu chuyện này mình hiểu là ngay cái việc mà đánh bạc mà được quốc độ, thời đó quốc độ cho phép, ngài không có phản bác ngay lúc đó, mình cũng không có chỉ trích gì hết, mà cũng ngài cũng không đồng thuận. Nhưng mà tạm đã ngầm chúng ta hiểu là có những ngành nghề mà thậm chí được quốc độ cho phép, nhưng mà chúng ta cũng cần cẩn thận, nghe lời được quốc độ cho phép và được pháp luật công nhận, nhưng mà chúng ta cần cần cẩn trọng là xem lại, nếu chúng ta tự nhận tự cho mình là một người Phật tử, một người cận sự sống trong giáo pháp này à, cho nên phải cần cẩn trọng xem lại nha à. Trước khi kết thúc câu hỏi này á, thì cũng mong á, là quý vị á, sư đưa ra công thức gốc là mình làm cái gì, suy xét chánh ngữ cái nghề mình làm á, tại có phạm tội không, thì phải suy xét ba khía cạnh: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và cái nghề đó mặc dù được pháp luật và quốc độ đó công nhận là hợp pháp hóa, thì nó giống như cờ bạc hay là mại dâm đi, hay là những nghề khác bây giờ nó muôn hình vạn trạng, thưa quý vị, chứ đâu thể nói hết được, đúng không? Nhưng mà mình phải cũng phải đồng thời đối chiếu lại những cái nghề đó, là trong thời Đức Thế Tôn á, trong lễ pháp Đức Phật, nó có phù hợp với cái việc mà tu tập để phát triển cái định tuệ đối với cái hàng cận sĩ nam cận sĩ nữ như mình không? Không thì mình hãy tiếp tục mình đối với cái nghề đó. Còn nếu mà mình cho rằng cứ cái nghề gì mà quốc độ hay là pháp luật đó, nó cho phép, thì cái nghề đó thuộc chánh mạng, hay là cái nghề đó mình được tùy tiện, miễn sao đáp ứng được chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thôi, thì cái này mình phải xét kỹ lại một lần nữa. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đức Tuệ Tường đã chia sẻ. Thì hồi nãy hồi đầu thì chắc có lẽ là Đại Đức nói nó hơi hớ cái vấn đề làm cái chuyện mà mình chơi cái kiểu mà chứng khoán theo cái kiểu cờ bạc mua thấp bán cao mà mình quốc độ cho phép mà mình xem đó là chánh mạng, thì sư thì cá nhân sư sẽ không đồng ý. Tại vì về sau thì Đại Đức Tuệ Tường cũng có nói là những cái kiểu chơi như là cờ bạc
thì mặc dù là quốc độ một số nước cho phép nhưng mà nó không phải là chánh mạng. Ở trong kinh, đặc biệt là kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt, Đức Thế Tôn xếp cái thể loại mà cờ bạc á, vào thể loại là đưa đến sự thất thoát tài sản. Cho nên là mình dù cách này hay cách khác thì đó cũng không phải là một cái lựa chọn mà được Đức Thế Tôn khuyến khích, và Ngài chỉ thẳng đây là một cái phương pháp mà đi đến sự thất thoát tài sản, chứ không phải là một cái phương pháp thông thường. Cho nên cá nhân sư thì sư không có ủng hộ cái chuyện là mình chơi chứng khoán mà chơi theo cái kiểu là cờ bạc ha. Và nếu như quý vị nghiên cứu chứng khoán một cách nghiêm túc, một cách sâu á, thì quý vị sẽ thấy là cái kiểu chơi chứng khoán nó có rất nhiều cách để nó giết người. Tức là khi mà mình thắng lớn, thắng đậm thì nó cũng có những người là họ nhảy lầu. Bởi vì tiền không phải tự nhiên sinh ra và cũng không phải tự nhiên mất đi. Nó chuyển từ túi người này qua túi người khác. Cho nên nó có rất nhiều những cái mánh khóe trong cái việc mà chơi chứng khoán, chứ không phải là nó chỉ đơn giản là mình thấy giá thấp thì mình mua, thấy giá cao mình bán, chưa chắc đâu. Nếu quý vị nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy nó bẩn, xin nói thiệt nó bẩn chứ nó không có sạch đâu. Chỉ cho nên xin nói chỉ trừ cái trường hợp mà mình góp vốn làm ăn á, thì cái chứng khoán đó nó sạch thôi, chứ còn không thì sư không có khuyến khích ha. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.